Liên quan các căng thẳng ở châu Âu, ông Putin chỉ ra vấn đề sau chuyến thăm bất ngờ đến Kherson và Luhansk. Theo truyền thông Nga sử dụng các tàu gián điệp 3 chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột với phương Tây. Trong khi đó, tướng Mỹ chỉ ra 3 sai lầm nghiêm trọng của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. ông Zelensky thị sát vùng biên giới Belarus và Ba Lan khẳng định sẵn sàng phản ứng. Cựu tổng thống nga Medvedev vượng Triều Tiên để cảnh báo Hàn Quốc về Ukraine. Ở diễn biến khác, Liên hợp quốc chuẩn bị họp bàn phương thức ứng xử với chính quyền Taliban. Theo Bộ trưởng Jeremy Hunt, anh muốn bám sát kế hoạch giảm lạm phát. Người dân Mexico City diễn tập sơ tán ứng phó thảm họa động đất. Người nhận Pháp chinh phục tòa nhà chọc trời để ủng hộ người biểu tình vô trí. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế, những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chiến trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Ông Putin chỉ ra vấn đề. Ngày 19 tháng 4, Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông đã đến thăm các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Kherson và Luhansk để gặp gỡ quân đội và không làm họ phân tâm khỏi các địa điểm triệt khai hãng thông tấn Ria Novosti trích lời ông Putin nói rằng Tôi đã đến thăm hai tỉnh Kherson và Luhansk, có rất nhiều vấn đề ở đó. Mục đích của chuyến đi là gặp gỡ quân sĩ. Tình hình buộc họ phải có mặt ở các địa điểm triển khai. Theo nhà lãnh đạo Nga, người Nga ở các khu vực do nước này kiểm soát ở Ukraine có vấn đề với việc vận chuyển hàng hóa do ủn tắc tại chốt kiểm soát. Đặc biệt, ông chỉ ra việc thông quan gần như không thể ở cửa khẩu Kukovo giữa tỉnh Rostov của Nga với Luhansk. Theo Điện Kremlin, các chỉ huy Nga không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Tổng tư lệnh Putin trực tiếp thân trình đến mặt trận Kherson và Luhansk. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18 tháng 4 nói với TASS, các chỉ huy quân đội Nga ở Ukraine đã không được báo trước về chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ chỉ biết tin vào phút chót rằng ông Putin sẽ tham gia cuộc họp của các nhóm chiến đấu ở khu vực Dnipro và khu vực phía đông. Theo Daily Mail, ngày 19 tháng 4, Nga đang sử dụng các tàu gián điệp mà được ngụy trang thành tàu đánh cá nằm ngoài khơi bờ biển Vương quốc Anh. Mục tiêu để lập bản đồ, các trang trại gió và các thông tin nhằm chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột với phương Tây. Một cuộc điều tra đã xác nhận hạm đội tàu Nga cải trang thành tàu đánh cá và tàu nghiên cứu đang đi qua miền Bắc để thu thập dữ liệu về các trang trại gió, đường ống dẫn khí đốt cũng như cáp điện và Internet. Các tàu thực hiện giám sát dưới nước để vạch ra cách kết nối cơ sở hạ tầng, với mục đích lập kế hoạch tấn công phá hoại chống lại phương Tây. Đây là phát hiện được nêu trong một bộ phim tài liệu phát sóng trên các đài truyền hình ở Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Các nguồn tin tình báo tiết lộ, Nga đang lên kế hoạch tấn công phá hoại nếu xảy ra xung đột với phương Tây, nhằm làm tê liệt nguồn cung cấp điện ở châu Âu. Nếu xảy ra xung đột với phương Tây, họ sẵn sàng hành động và biết can thiệp ở đâu nếu muốn làm tê liệt Đan Mạch. Trưởng phòng phản gián, Anders Herriskens ở cơ quan tình báo cảnh sát Đan Mạch nói với DIA đây là một năng lực chiến lược đối với Nga, được coi là rất quan trọng và được kiểm soát trực tiếp từ Moscow. Nin Andres Tenstone, người đứng đầu cơ quan tình báo Na Uy nói thêm. Liên lạc vô tuyến từ Hải quân Nga cho thấy Nga đang sử dụng tàu ma ở biển Bắc. Các tàu này đã tắt máy phát sóng và do đó không thể lần ra dấu vết trong vùng biển quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Úc Kristersson đánh giá những tuyên bố của bộ phim tài liệu là nghiêm trọng. Ông nói với các phóng viên, Điều này cho thấy rằng chúng ta có một tình huống rủi ro cao ở rất gần. Đài truyền hình DR ở Đan Mạch, NAK ở Na Uy, SVT ở Thụy Điển và Wiley ở Phần Lan đã chỉ ra cách tàu hải quân Nga được sử dụng để thu thập thông tin tình báo thay vì tiến hành nghiên cứu đại dương như Nga nói. Tháng 11 năm ngoái, tàu đô đốc Validimirsky đã đi vòng quanh biển kết gát giữa Đan Mạch và Thụy Điển mà không chia sẻ vị trí của tàu trong một tháng, nhưng nó vẫn gửi tin nhắn vô tuyến đến một căn cứ hải quân ở Nga về vị trí của mình con tàu giảm tốc độ khi đến gần các khu vực có trang trại gió và những người lang thang trong khu vực. Đài truyền hình DIA đã có thể chặn các tín hiệu vô tuyến và xác định vị trí con tàu. Tàu Nga đã đi vòng quanh biển Baltic, biển Bắc và gát trong vòng một tháng, với lộ trình đi qua cả các trang trại gió ngoài khơi. Các nguồn tin tình báo cho biết, mục đích của nhiệm vụ này là chuẩn bị cho các cuộc tấn công phá hoại nhằm cắt điện và cáp dữ liệu xuyên đại Tây Dương và tới phần còn lại của châu Âu. Họ nói rằng các tàu của Nga có khả năng lập ra bản đồ các dây cáp điện dưới đáy biển liên kết các trang trại gió ngoài khơi. Các trích đoạn của bộ phim tài liệu The Shadow War đã được công bố. Phản ứng với báo cáo này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các phương tiện truyền thông ở những quốc gia này đã phạm sai lầm trong cuộc điều tra của họ. Họ muốn một lần nữa buộc tội Nga mà không có cơ sở. Chúng tôi muốn họ tập trung chú ý nhiều hơn vào vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Newsweek gần đây dẫn lời từ Mỹ về hiệu David Petros cho rằng quân đội Nga đã phạm phải ba sai lầm nghiêm trọng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Petros, người từng làm giám đốc CIA và chỉ huy lực lượng liên minh ở Iraq nhận định, họ hoàn toàn đánh giá thấp lực lượng Ukraine và đánh giá quá cao lực lượng Nga. Họ không thể áp đặt các đường lối tiến hành chiến dịch quân sự và chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch này. Ngoài ra, họ không có hệ thống viễn thông hiện đại, họ không huấn luyện quân đội bài bản, Chúng tôi luôn biết rằng họ thiếu các hạ sĩ quan chuyên nghiệp, vốn là lực lượng chủ chốt của các lực lượng phương Tây. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm, một số được dự đoán trước, một số khác thì không. Vị tướng về hưu của Mỹ nói với đài Radio Liberty. Theo ông, một cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ cản trở Nga, củng cố hoặc bổ sung nguồn cung cho Crimea, nghĩa là phá vỡ đường dây liên lạc của Nga. Vị tướng nói thêm, lực lượng của Kiev cũng có thể gây ra sự sụp đổ, thậm chí sự sụp đổ của các lực lượng Nga ở một vùng rộng lớn ở miền Nam, vì Ukraine sẽ giải phóng hầu hết lãnh thổ mà Nga đã chiếm được vào năm ngoái. Những tổn thất và những trận chiến tàn khốc đã khiến một số binh sĩ Nga tỏ ra bất bình trước cuộc chiến ở Ukraine. Trong một video được hãng tin tiếng Nga đăng trong tuần này, một số chiến binh đã đưa ra lời phàn nàn về việc họ không được lãnh đạo Nga hướng dẫn và hỗ trợ, kể cả họ không biết vị trí chính xác triển khai. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã nhận định Nga có thể sẽ không thể duy trì nhiều cuộc tấn công cùng một lúc. Ukraine dự kiến sẽ tiến hành một cuộc phản công trong những tháng tới, nhưng cả hai nước vẫn tập trung vào trận chiến giành pháo đài Bắc Mút. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự của khu vực Odessa, ông Yuri Kruk, cho biết máy bay không người lái UAV của Nga đã tấn công khu vực phía nam Odessa vào ngày 19 tháng 4, khiến một số cơ sở hạ tầng bốc cháy. Một chỉ huy tác chiến miền nam của Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy lực lượng cứu hỏa đang làm việc tại tòa nhà bị hư hại và một bộ phận của UAV. Theo các quan chức, không có thương vong nào được báo cáo. Reuters đã xác minh vị trí của các tòa nhà, nhưng chưa thể xác định ngày video được quay. Ngày 19 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thị sát biên giới với Belarus và Ba Lan, đồng thời cảm ơn những người lính biên phòng đã bảo vệ quê hương kể từ khi xung đột nổ ra. Trước hết, tôi xin cảm ơn mọi người, những người lính biên phòng đã bảo vệ quê hương. Tôi biết, mọi người đã kiên cường thế nào để giữ vững biên giới và bắc một. Nhà lãnh đạo tuyên bố đề cập đến thành phố miền Đồng, nơi đang diễn ra giao tranh kịch liệt. Theo Tổng thống, sau khi thảo luận về các biện pháp bảo vệ biên giới tại một cuộc họp hồi tháng 1, Ukraine khẳng định phải sẵn sàng phản ứng ở biên giới với Belarus, mặc dù Kiev không thấy điều gì mạnh mẽ ở đó. Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ đồng minh thân cận. Ông Zelensky đã có nhiều chuyến đi đến các vùng chiến sự trong những tuần gần đây. Hôm 18 tháng 4, ông đã gặp gỡ tướng sĩ ở thành phố Adipka, nơi cũng diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 4 thông báo, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát các hệ thống tên lửa chiến lược Jars ở khu vực Kaluga ở phía nam Moscow. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Sergei Karakayev cũng có mặt tại buổi thị sát. Theo bộ này, sư đoàn tên lửa là đơn vị đầu tiên thuộc binh chủng tên lửa chiến lược được trang bị các tổ hợp tên lửa JAS mới đặt dưới hầm ngầm. Theo các báo cáo, ông Shoigu đã được thông báo về khả năng chiến đấu của tên lửa. Tên lửa RS-24 JAS là tổ hợp tên lửa chiến lược của Nga, mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sử dụng nhiên liệu rắn và là phiên bản của tổ hợp tên lửa Topol-M. cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 19 tháng 4 đã cảnh báo những nguy hiểm của kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng này. Có những người mới sẵn sàng giúp đỡ đối thủ của chúng ta, Tổng thống Yoon suk yeol nói rằng, về nguyên tắc Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Cho đến gần đây, người Hàn Quốc vẫn khẳng định rằng họ sẽ loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Ông Medvedev viết trên Telegram hôm 19 tháng 4. Tôi tự hỏi người dân Hàn Quốc sẽ nói gì khi nhìn thấy những vũ khí mới nhất của Nga xuất hiện tại Triều Tiên, người hàng xóm gần nhất của họ và là đối tác của chúng tôi. Ông Medvedev, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã không loại trừ khả năng Seoul có thể đồng ý gửi vũ khí cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra ở Đông Âu. Đáp lại, Điện Kremlin ngày 19 tháng 4 cho rằng việc hàn quốc cung cấp viện trợ quân sự cho ukraine đồng nghĩa với việc seoul tham gia vào một cuộc xung đột Thông tin khác liên quan đến cuộc phản công của Kiev. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia hôm 19 tháng 4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết Kiev đang thực hiện quá trình chuẩn bị ở phía đông. Cụ thể, quá trình chuẩn bị sẽ bao gồm một loạt hành động triển khai phức tạp trên diện rộng. Theo đó, quân đội cần phải chuẩn bị cho cả hoạt động phòng thủ và tấn công. Những kế hoạch phản ứng linh hoạt đã được soạn thảo và chiến thuật lựa chọn sẽ khiến cho đối phương không thể phản ứng. Thứ trưởng Hanna Malia cho biết thêm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng đã khẳng định Kiev sẽ phản công nhưng không cho biết thời gian hành động cụ thể. Theo hãng tin Kiev Independent, các lực lượng Ukraine được cho là sẽ tiến hành một cuộc phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới, nhằm giành lại lãnh thổ cho Nga nắm giữ. Về phía Moscow, trước những thông tin về cuộc phản công của Kiev, Nga đang tăng cường huy động nhân sự và củng cố phòng thủ ở bán đảo Crimea để sẵn sàng ứng phó. Thụy Sĩ khẳng định họ không bao giờ phá luật để cung cấp vũ khí cho một bên trong xung đột. Tuy vậy, Tổng thống kim Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ lưu ý, quan điểm trung lập của nước này không có nghĩa là thờ ơ trước lợi ích của người dân, đồng thời cho biết Thụy Sĩ cam kết viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset hôm 18 tháng 4 đến thăm Berlin và trả lời câu hỏi về việc Ber từ chối cho phép Đức cung cấp đạn dược cho xe tăng Shepard gửi tới Ukraine. Ông nhấn mạnh, không ai nên mong đợi thụy sĩ vi phạm luật của chính mình về việc cung cấp vũ khí. Không, bạn không thể mong đợi điều đó từ chúng tôi, ông Beset nói với báo chí. Vào tháng trước, chính phủ thụy sĩ cho biết họ sẽ không thay đổi chính sách lâu dài của mình về cấm chuyển giao vũ khí cho bờ sản xuất cho nước thứ ba, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các quốc gia châu Âu về việc tái xuất khẩu vũ khí của thụy sĩ sang ukraine. Những lời kêu gọi thụy sĩ phá vỡ truyền thống hàng thế kỷ với tư cách là một quốc gia trung lập đang gia tăng cả trong và ngoài nước kể từ khi Nga tấn công Ukraine hơn một năm trước. Vào tháng 1, hai ủy ban quốc hội đã khuyến nghị nên nới lỏng các quy tắc, tuy nhiên nội các đã từ chối lời kêu gọi này sau một cuộc họp. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, cho đến nay chúng tôi đã lưu ý đến các quyết định của Thụy Sĩ và chúng tôi đang theo sát cuộc tranh luận sôi nổi ở nước này, hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Mặt khác, khi được hỏi về quan điểm của Đức đối với những nhận xét gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về Trung Quốc, ông Su nói, tôi tin rằng chính sách của châu Âu về Trung Quốc thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ. Gần đây, ông Macron đã gây ra phản ứng dữ dội ở Hoa Kỳ và châu Âu khi kêu gọi Liên minh châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington, đồng thời cảnh báo lục địa già không nên bị lôi kéo vào một cuộc khủng hoảng không phải của chúng ta ở eo biển Đài Loan. Tờ Economist của Anh mới đây vừa điểm lại các cuộc chiến đẫm máu nhất thế giới năm 2022 và các tên đứng đầu danh sách không phải xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Xung đột tàn khốc nhất vào năm 2022 không phải ở Ukraine mà ở Ethiopia. Tờ Economist hôm 17 tháng 4 cho biết, trích nguồn nghiên cứu của tiến sĩ Comfort Arrow, người đứng đầu tổ chức Ziris Group, theo tờ Economist, trong cuộc chiến ở Ukraine không có ước tính nào về con số thương vong lớn cao như mức khoảng 600.000 người dân tử vong trong xung đột vũ trang ở Tigray từ năm 2020 đến năm 2022 ở Ethiopia. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 22.000 người dân thương vong ở Ukraine, cụ thể gồm hơn 8.000 người thiệt mạng và 14.000 người bị thương tính đến tháng 3 năm nay. Bên cạnh đó, các tổ chức gồm giám sát nhân quyền và ân xá quốc tế đều đã chỉ trích cộng đồng quốc tế chưa nỗ lực đủ để giúp chấm dứt khủng hoảng ở Tigray và cũng không xét xử các hành vi phạm tội để mang tới công lý cho nạn nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã liên tục kêu gọi sự chú ý của toàn cầu đối với cuộc xung đột tàn khốc ở quốc gia châu Phi, chỉ khép lại vào tháng 11 năm ngoái sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký. Mặc dù xung đột ở Tigray về cơ bản kết thúc, nhưng tờ Economist lo ngại nguy cơ xung đột sắc tộc sẽ tiếp tục bùng lên ở khu vực này. Trong khi quân đội chính phủ bị phân tâm bởi cuộc chiến ở Tigray, các thành viên của nhóm dân tộc lớn nhất Ethiopia, Okromo, đã hồi sinh một cuộc nổi dậy cũ và đang cố gắng đánh đuổi các nhóm dân tộc khác ra khỏi khu vực quê hương của họ, tờ Economist viết. Cuộc xung đột vũ trang kéo dài 2 năm ở Tigray được cho là kết quả của sự chia rẽ chính trị và sắc tộc lâu đời ở Ethiopia, cũng như hệ thống liên bang phức tạp của đất nước này. Căng thẳng giữa chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray gia tăng khi lực lượng dân quân Amhara và quân đội nước hàng xóm Eritrea đứng về phía chính phủ Ethiopia. Cuộc khủng hoảng được cho là đã dẫn đến việc phong tỏa vùng Tigray, ngăn viện trợ nhân đạo đến tay người dân. Cũng theo tờ Economist, trong sự chú ý của thế giới chuyển sang cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc, xung đột ở phần còn lại của thế giới vẫn đang trở nên tồi tệ hơn. Số người buộc phải rời bỏ nhà cửa đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, lên khoảng 100 triệu người. Ngay cả khi nghèo đói toàn cầu đã giảm, số người tuyệt vọng cần viện trợ khẩn cấp đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020 lên 340 triệu người. Khoảng 80% dân số này phải di tản vì xung đột, tờ báo Anh viết. Hơn 35 tàu chở ngũ cốc đã neo đậu ngoài khơi thành phố Istanbul hôm 18 tháng 4, sau khi Ukraine bác bỏ thông tin các thanh sát viên Nga đã bắt đầu tiến hành trở lại việc kiểm tra theo thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen. Reuters đăng tải video quay từ trên cao cho thấy các con tàu xếp hàng dài ngoài khơi Istanbul. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho biết có đến 35 tàu đang chờ được kiểm tra có thể cập cảng Ukraine. Hãng thông tấn RIA của Nga trước đó đưa tin, việc kiểm tra các tàu vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đã được bắt đầu lại. Nhưng một quan chức cấp cao của Ukraine, người yêu cầu giấu tên, nói với Reuters, chưa có vấn đề gì được giải quyết và không có cuộc kiểm tra nào. Hôm 17 tháng 4, Kiev cho biết, sáng kiến do Liên Hợp Quốc làm trung gian để cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine có nguy cơ đổ vỡ sau khi Nga chặn việc kiểm soát các tàu tham gia thỏa thuận trong vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen đã bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ ký thỏa thuận vào tháng 7 giữa Kiev và Moscow, với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, Ukraine đã có thể tái xuất khẩu nông sản từ ba cảng ven Biển Đen. Thỏa thuận ngũ cốc giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã được gia hạn vào tháng trước, nhưng khi Kiev cho biết số lượng tàu chở hàng đi qua eo biển Bosporus mang theo các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine hiện đang ở mức rất thấp. Nga đã không bình luận trực tiếp về các tuyên bố của Ukraine, nhưng Điện Kremlin cho biết triển vọng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc là không mấy sáng sủa. Moscow tỏ ra bức xúc về việc xuất khẩu lương thực và phân bón của chính nước này không được đảm bảo theo một thỏa thuận khác. Bất chấp những nỗ lực của Liên Hợp Quốc được biết các mặt hàng nông sản và phân bón của Nga không nằm trong việc trừng phạt của phương Tây nhưng khúc mắc nằm ở khâu bảo hiểm và thanh toán. Vừa qua ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho rằng Nga đang thất khứa với các quốc gia phụ thuộc vào ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ cho biết trong vài ngày qua không có tàu nào ra khỏi Ukraine và hơn 50 chiếc đã không thể tiếp cận các cảng của Ukraine để chở ngũ cốc. Nhiều nước trên thế giới phụ thuộc vào nguồn lương thực thiết yếu này. Thông tin khác liên quan đến tình hình tại Ukraine, Thủ tướng lâm thời tạm quyền của Bungary, Galap Tenev, cho biết ngoại trừ những ngũ cốc quá cảnh, các sản phẩm ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine sẽ bị cấm tạm thời. Reuters ngày 19 tháng 4 đưa tin. Cụ thể, sau cuộc họp với chính phủ, Thủ tướng lâm thời tạm quyền của Bungary, Galap Tenev, cho biết trong năm qua, một lượng đáng kể lương thực vẫn tồn động trong nước, làm gián đoạn hoạt động canh tác cũng như dây chuyền sản xuất. Theo Reuters, một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine đã bị mắc kẹt ở khu vực Đông và Trung Âu do nhu cầu thấp và giá sụt giảm trên phạm vi toàn cầu. Diễn biến này khiến cho nông dân ở các quốc gia Đông và Trung Âu buộc phải hạ giá bán ngũ cốc và bị giảm doanh thu. Dưới áp lực chính trị, chính phủ, các quốc gia Hungary, Ba Lan và Slovakia đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine để bảo vệ thị trường nội địa. Trong khi đó, Romania cho biết quốc gia này cũng có thể sẽ hành động trong thời gian tới. Liên Hợp Quốc chuẩn bị họp bàn. Chuyển sang thông tin khác, Reuters hôm 19 tháng 4 cho hay, Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập các phái viên về Afghanistan từ nhiều quốc gia khác nhau vào tháng tới để thống nhất phương cách ứng xử với chính quyền Taliban. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric cho biết tại cuộc họp tại Doha vào ngày 1 và ngày 2 tháng 5 sẽ có mục tiêu tăng cường cam kết quốc tế vì một hướng đi bền vững cho Afghanistan. Trước đó, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohamed cho rằng Tổ chức này cần thực hiện những bước đi để thiết lập sự công nhận theo nguyên tắc đối với Taliban. Quá trình đàm phán cần được tiến hành khi Taliban muốn được công nhận. Đó chính là đòn bẩy ngoại giao của Liên hợp quốc. Nhận định về điều này, phát ngôn viên Duzaric cho rằng vấn đề công nhận chính quyền Taliban hay không phụ thuộc vào các quốc gia thành viên và bà Mohammed đang tái khẳng định sự cần thiết của một giải pháp tiếp cận mang tính quốc tế. Bà ấy không có ý nói chỉ những quốc gia thành viên Liên hợp quốc mới có quyền công nhận chính quyền Taliban. Ông Duzaric giải thích đều biết, vào tháng 12 năm trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có lần hai trì hoãn việc công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan. Vào đầu tháng, Taliban bắt đầu thi hành lệnh cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc. Taliban cho biết, chính quyền tôn trọng quyền của phụ nữ, nhưng phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của luật Hồi giáo. Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt hôm 19 tháng 4 cho biết, ông muốn bám sát kế hoạch giảm lạm phát sau khi nước này là quốc gia Tây Âu duy nhất ghi nhận lạm phát hai con số trong tháng 3. Chúng ta cần bám sát kế hoạch giảm lạm phát, giảm áp lực lên các hóa đơn mua sắm của gia đình. Và nếu làm được điều đó, chúng ta có thể ghi nhận tăng trưởng trở lại, ông nói. Bộ trưởng thừa nhận, đây là giai đoạn rất khó khăn khi giá các mặt hàng như sữa, đường và dầu ô lưu cao hơn khoảng 40% so với một năm trước. Từng đạt đỉnh 11,1% trong tháng 10 năm ngoái, tỷ lệ lạm phát ở Anh Quốc tiếp tục ăn mòn sức chi tiêu của nhiều người lao động. Giá thực phẩm và đồ uống tăng 19,1% trong tháng 3, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm 1977. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 của Anh Quốc đạt cao nhất ở Tây Âu và là con số duy nhất ở mức 10% trở lên, theo Reuters. Ngày 19 tháng 4, người dân ở Mexico City đã thực hành sơ tán trong cuộc diễn tập động đất khẩn cấp. Khi nghe lệnh báo động, các nhân viên văn phòng nhanh chóng chạy khỏi các tòa nhà. Cuộc diễn tập gửi lại ký ức đau buồn cho nhiều người dân về những trận động đất chết người đã làm dung chuyển thủ đô. Cuộc diễn tập nhằm đảm bảo người dân sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra thảm họa động đất khác. Trận động đất lớn cuối cùng của Mexico vào năm 2017 đã giết chết hàng trăm người. Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter tấn công miền trung Mexico khiến hàng chục ngàn tòa nhà bị hư hại, và hàng chục người thiệt mạng khi trường học và văn phòng bị sập. Trước đó, vào năm 1985, một trận động đất lớn khác đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Một nhà leo núi tự do được mệnh danh là người nhện pháp đã trèo lên tòa nhà chọc trời 38 tầng ở Paris hôm 19 tháng 4 để thể hiện sự ủng hộ đối với dòng người biểu tình xoay quanh luật hưu trí mới. Ông Alan Roberts, 60 tuổi, chỉ dùng tay không và một đôi giày leo núi để trèo lên tòa nhà. Tôi ở đây để thể hiện sự ủng hộ đối với tất cả những người phản đối cải cách lương hưu. Ông Robert nói với Reuters trước khi bắt đầu leo lên tòa nhà cao 150 mét ở khu vực thương mại La Défense của Paris. Ông Robert cho biết cải cách lương hưu có nghĩa là ông sẽ phải tiếp tục làm việc và leo núi lâu hơn. Bất chấp dòng người phản đối, Tổng thống Pháp đã ký thành luật cải cách hưu trí. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của Pháp sẽ tăng dần từ 62 lên 64. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.